Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em lại lên sóng để phối ghép lại một cái bộ này cho anh em chơi. Anh em là đam mê thì liên hệ em nhé. Một cái bộ gồm một cặp loa ARCam siêu kịch độc, nó rất là độc và đẹp. Toàn thân cái loa này ấy, toàn thân cái loa này nó được làm bằng nhôm đúc nguyên khối. Đây là nhôm đúc nguyên khối anh em nhé. Sờ vào là chỉ có mắt lạnh luôn đấy. Tất cả, và cái lưới này cũng là lưới kẽm luôn, lưới này không dỉ anh em nhé. Anh em lưu ý là cái lưới kẽm là cái lưới không dỉ, còn lưới sắt là nó sẽ dỉ, còn lưới kẽm này không dỉ nhé. Và chép của nó là chép titanium, và một cái bát của nó là bát 12, loa cực kỳ đẹp luôn. Và này anh em xem cọc loa ấy, chẳng cọc loa mạ vàng cực kỳ gấu luôn đấy. Và tất cả thì em đều có hình ảnh cụ thể, nhưng mà đây ở video thì anh em cứ biết tạm như vậy đi. Và cái loa này về trong tình trạng full shop nhá, nguyên book, có nghĩa là nguyên thùng shop và catalog đầy đủ. Và em hiện tại em phối ghép với nó là một con âm ly mini. Hàng con âm ly này em cũng ship từ Nhật về anh em nhé. Con này là cũng là hàng em ship từ Nhật về. Nó tuy là bé thôi nhưng oánh rất là hay luôn. Oánh những cái dòng loa Buxell hoặc là loa toàn giải rất là hay. Và hiện tại em phối ghép như này em đã nghe thử rồi và nó rất là hay. Nó phù hợp, rất là phù hợp anh em nhé. Và cặp loa này em thông báo với anh em luôn là em báo giá công khai luôn, em bán 7 triệu rưỡi. Và con âm ly này là 1 triệu rưỡi anh em nhé. Anh em muốn mua món nào thì em bán món đấy. À, loa 7 triệu rưỡi, full book, nguyên book và như loa mới nha anh em nhé. Và con âm ly này thì em bán 1 triệu rưỡi. Hiện tại em đang lấy tín hiệu từ con CD của Technic. Đây, sang đây, từ CD đây. Và em sẽ test một đoạn chất âm để anh em nghe thử nhé. Loa rất là hay đó, và nó rất là đều ở ba giải anh em nhé. Đặc biệt cái lỗ thông hơi này thì cái lỗ thông hơi người ta thiết kế ở phía trước, cho nên anh em rất dễ đặt cái loa, rất dễ đặt, bởi vì nó đặt ở trong môi trường nào cũng được hết anh em nhé. Đấy, và cái loa nó đẹp như loa mới và nó full book nguyên đầy đủ catalog phụ kiện đầy đủ nhé. Đầy đủ thùng xốp, catalog đầy đủ nha anh em nhé. Đấy, anh em là có nhu cầu liên hệ em. Xin cảm ơn tất cả anh em.